Để đến con đường Lê Quang Sung thì chúng ta sẽ thẳng ra bến xe Chợ Lớn và cặp bên hông bến xe Chợ Lớn có đường Lê Quang Sung. Và khu này là đầu đường Lê Quang Sung. Mình sẽ quẹo phải. Đây là bến xe Chợ Lớn nè. 290 rồi. hai trăm chín mươi tám cái 302 luôn. Để em sẽ quay lại ha, quay lại để các anh chị bạn nhìn cho rõ hơn. Ở đây có chùa Liên Hoa, chùa rất là cổ rồi nè. Đó. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở về với Sài Gòn Chợ Lớn. Và hôm nay tiếp tục cái hành trình đi về lại những trong nhà xưa. Thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng khu Chợ Lớn này. Và thể theo lời yêu cầu của anh chị Nicky muốn nhìn lại căn nhà số 300 đường Lê Quang Sung. Và hôm nay em có việc đi ở Chợ Lớn và sẵn đây chúng ta cùng đi khám phá một vòng này ha. Và trước mặt chúng ta đó là cung đường Hồng Bàng, và cũng là con đường Lục Tỉnh ngày xưa đó. Và thẳng hướng này mình sẽ ra Bùng Binh Cây Gõ, quận 6, Phú Lâm, rồi Sa Cảng miền Tây. Và nơi đây là giao lộ của đường Võ Trường Toản và Hồng Bàng. Ở bên cánh phải là đường Võ Trường Toản và bên cánh trái là Xóm Vôi. Và chúng ta sẽ quẹo qua đường Xóm Vôi ha. Và cũng như bao video khác thì hôm nay chúng ta đi lên xe nha. Ồ, này đông quá, mình phải vô cái đường Võ Trường Toản mình quẹo cho ra thôi. Sẵn đây cho các anh chị các bạn xem cái cung đường Võ Trường Toản này luôn. Có đường Võ Trường Toản nè. Theo đường xuôi chiều thì đông quá. Chúng ta sẽ quay trở ra nha. Một vài hình ảnh ở con đường này thôi. Ở đây có nhà rất là lớn nè, nhà số 1. Mình sẽ từ đây mình đi thẳng qua bên kia là bến xe Chợ Lớn, khu đường Trần Chánh Chiếu, chợ Trần Chánh Chiếu đó. Và đây là giao lộ Hồng Bàng. Mình sẽ thẳng qua bên kia luôn. Chờ mình chờ đèn, chờ vắng xe mình qua thôi chứ đây không có đèn. Hôm nay Sài Gòn không có nắng, trời mát. Và bây giờ là 4 giờ chiều, cảnh Sài Gòn buổi chiều yên ả, thanh bình. Có lẽ bây giờ đang mưa ở Bình Chánh. Chúng ta qua đây là Xóm Vôi nè, đường Xóm Vôi nè. Với ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở khu này không á? Và con đường Xóm Vôi này bán rất nhiều tạp hóa. Ở đây bên trái chúng ta có Bửu Sơn Cổ Tự, một cái chùa Bửu Sơn rất là lâu năm ở đây rồi. Ở đây bán rất nhiều gạo, muối, đường, đậu, dầu ăn, bán sỉ thôi. Ở đây có cái cây đa rất là lớn. Để đến con đường Lê Quang Sung thì chúng ta sẽ thẳng ra bến xe Chợ Lớn và cặp bên hông bến xe Chợ Lớn có đường Lê Quang Sung. Và khu này là đầu đường Lê Quang Sung. Mình sẽ
quẹo phải. À, đây là bến xe Chợ Lớn nè. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn á. Thẳng qua bên kia rồi mình sẽ quẹo phải đường Lê Quang Sung, đi ngang cái phố theo anh Sunny Đòn gọi là phố xe duyên đó. Vì ở đây bán rất là nhiều đồ cưới như là đồ trang trí cổng hoa nè, rồi trầu cao, rồi mâm quả. Qua đây có số 27 Lê Quang Sung. Thì số 300 thì chắc là ở cuối đường. Nhưng mà chúng ta đi xem sao ha. Mình sẽ chạy từ từ để mình nhìn ngắm rõ hơn. Bên trái là đường Nguyễn Hữu Thuận, không, Nguyễn Hữu Thận. Và bên trái đó là hướng ra chợ chợ Bình Tây đó. Đó, chợ Bình Tây của chúng ta nè. Rồi mình tiếp tục ha, tiếp tục đi tiếp trên con đường Lê Quang Sung. Ở đường Lê Quang Sung này thì có mấy cái tiệm thuốc, tiệm thuốc thuốc bắc đó. Nguyên cái dãy này, ở đây có Hòa An Đường nè, nguyên dãy nhà xưa xưa nè. Và đây là giao lộ Nguyễn Đình Hổ, cô Phạm Phạm Đình Hổ, lỗi anh chị, Phạm Đình Hổ. Rồi mình sẽ đi thẳng luôn ha. Đường Lê Quang Sung này thì ngày xưa khi mà nước lên thì hoặc là trời mưa lớn sẽ bị ngập. Và ngày xưa đường này rất là nhỏ, nhưng bây giờ đường này lớn rồi, rộng lên rồi, sáng sủa hơn rồi. Chúng ta thấy hình ảnh của con đường này giờ có lẽ nhìn không ra luôn ha. Bên phải mình là số 40 rồi đó. Mình vừa qua giao lộ Cao Văn Lầu. Ở đây đường xá làm lại rất là sạch sẽ rồi. Ở cuối đường này có cái ngã ba, đó là đường Mai Xuân Thưởng. Đường Mai Xuân Thưởng ngày hôm nay chúng ta thấy cũng khác ngày xưa. Và ngày xưa trên đường Mai Xuân Thưởng này có cái chợ rau. Mình sẽ quẹo phải ha, quẹo phải đi tiếp đường Lê Quang Sung. Hồi xưa chợ rau Mai Xuân Thưởng lớn lắm, nhưng mà nghe nói, em chỉ nghe nói thôi, chứ thật ra lúc em biết thì không còn nữa rồi. Sau này có chợ đầu mối Thủ Đức. Bên phải là nhà 154. Và chúng ta thấy có nhiều cái đổi, có nhiều cái mới, nhưng có một cái vẫn còn như cũ nè. Mình thấy đường dây điện, đường dây điện vẫn như xưa nè. Nhưng mà có lẽ gọn hơn ngày xưa thôi. Mình tới số 200 rồi đó. Mình vừa qua công ty cổ phần nhà in. Không biết nhà 300 bây giờ là cái gì ha. Hồi hộp. 234.
2046 2048. Ở đây cũng có mấy kho của Panasonic. Đây mình thấy có cái hẻm nhỏ nhỏ nè, hồi chúng ta sẽ hoành vô cái hẻm đó thử ha. 268 rồi. Nhà của chúng ta bên tay phải nha, 280 rồi. Ở đây có một cái cây cổ thụ rất là lớn này. Hai trăm chín mươi rồi. Hai trăm chín mươi bốn. Hai trăm chín mươi tám. 298 cái 302 luôn. Để em sẽ quay lại ha, quay lại để các anh chị bạn nhìn cho rõ hơn. Sao em thấy số 300 đó? Phía trước là ngã ba Hậu Giang rồi. Hẻm 178 Hậu Giang. Rồi em ta sẽ quay lại ha để mình nhìn coi cái nhà số 300 nằm ở vị trí nào đây. Do mình đi bên đây nhìn không rõ. Rồi, chúng ta sẽ qua bên kia đường và nhìn lại bên trái nha. Có bởi mình gặp ba anh cháu. Còn thấy có cái trường mầm non đây nè. À, 298 rồi 2300. À, trường mầm non. Đó đúng rồi, 298 và 300. Bây giờ là trường mầm non Ánh Dương. Nhìn lại chút xíu ha. Để chúng ta sẽ tiếp tục đi cuối đường Lê Quang Sung này để xem những hình ảnh con đường này ngày nay như thế nào. Để em xem bản đồ, cái bản đồ cuối đường Lê Quang Sung là có lẽ cuối đường Lê Quang Sung mình ra đường Minh Phụng. Chúng ta sẽ đi khám phá thử ha. Bây giờ là cái này là cái trường học rồi. Theo cái nhận xét chung đối với những comment của cô chú anh chị về những ngôi nhà xưa, theo em tìm hiểu thì theo em đánh giá tình hình chung thì thứ nhất là bây giờ là thuộc một trong những cơ quan nào đó hoặc là trường học nào đó nè. Rồi hai là cái kiểu nhà nó sẽ hơi mang cái kiến trúc ngày xưa nè, hơi cũ cũ hoặc là có cái gác gỗ nè. Ba là nhà mới xây lên mới tinh. Đó, nhìn vô là mình có cảm giác cái kiểu nhà của cô chú anh chị vậy nè. Và không biết ngày xưa những cái ngôi nhà đó, số nhà 300 nó có cùng chung một cái kiểu đó hay không. Nhưng mà có lẽ chắc là khác rồi. Ngày nay nó là cái ngôi nhà đó, đó là, bây giờ là cái trường mầm non rồi. Không biết anh chị Nisky có nhìn ra hay không ha. Và đây chúng ta đến đây là giao lộ Lê Quang Sung, Lê Quang Sung và Minh Phụng. Ô bên kia còn đưa Lê Quang Sung nữa kìa. Để chúng ta đi khám phá luôn ha, để xem trọn vẹn con đường ngày hôm nay như thế nào và không biết con đường này đi đến đâu đây. Đây chúng ta thấy có cái sạp rau. Con đường này làm lại nè, mới vừa đổ nhựa lại nè.
mà chính vì sự không rành đường nên thành ra em mời cô chú anh chị chúng ta đi xe nha. Tại vì khu này em cũng ít đi nên thành ra đường xá không rành cho lắm. Với lại con đường này nó cũng dài nữa nè. Ồ, ở đây có chùa Liên Hoa. À, chùa rất là cổ rồi nè. Đó. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Và cái đoạn này không có nhộn nhịp bằng cái đoạn lúc nãy. Ở đây thuộc phường 9 rồi. Phường 9 quận 6. Và Sài Gòn chuẩn bị đổ mưa, chúng ta thấy một bầu trời tối mịt. Và cái đường nhựa cũng đen thui luôn. Do mới đổ nhựa xong không biết cuối đường này đi đâu đây. Chúng ta cứ đi thử ha. Nhưng mà nhìn con đường này bên cánh phải nè, có những dãy nhà giống như bên đường Bảy Sậy vậy đó. Có lẽ ngày xưa đây là con đường đất. Một số hình ảnh ở con đường Lê Quang Sung và nhà số 300. Và ngày nay đó là cái trường học. Gửi anh chị Nicky, chúng ta cùng xem lại. Và dẫn các anh chị khác chúng ta cùng đi tham quan, khám phá ở khu đường này ha. Và phía trước đây chúng ta là đường Lò Gốm rồi. Đây là đường Lò Gốm. Rồi xong cái qua đường Văn Thân. Ủa phải không ta? Chúng ta thấy cái đường nhỏ nhỏ đây nè. Hoàng Lê Kha. Đường Hoàng Lê Kha. Rồi một số hình ảnh ở đường Lê Quang Sung gửi anh chị và các bạn, để chúng ta gợi nhớ một chút gì đó về quê hương, một chút hương xưa, một chút tình cảm của người Sài Gòn gửi đến cô chú anh chị. Mặc dù một cái mong muốn nhỏ nhoi muốn nhìn lại hình ảnh của ngôi nhà ngày xưa thôi, thông qua video cũng muốn gửi gắm tâm tư tình cảm đến tất cả các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi. Ta sẽ gặp nhau trong những video tiếp theo nha. Rồi bây giờ bye bye các anh chị và các bạn. Rồi, phía trước là đường Hồng Bàng rồi nè. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nha.